Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. À, trận đấu này nha anh em, quả đầu 7 cây đây rồi. Chào anh em nhá, hello mọi người, hello anh em. Chào anh em đang theo dõi trên kênh YouTube Chim Sẻ Nắng AOE nhá, hello mọi người. Anh em đây, em chào các anh ạ. Đó, đây là máy của cái thủ Gunny bài Camper. Sao lại quả gần mà lại thấy muộn này. Cụ đi là mấy vòng này, chết tôi. Đã có anh Lê Văn Cường này. Rồi làm vòng đi rồi bài đấu này rồi. Một bài Camper đến từ game thủ Chim Sẻ. Dừng rú quanh nhà đây rồi. Xem đồ ăn đồ uống nào, nhậu thôi. Ê, hai cháu. Check đi cụ. Tí nữa à? Ok, tìm hiệu đầu đúng không? Hiệu đầu bên này. Về 3 giờ kìa. Đây, vàng đây rồi, voi đây rồi, một con này, hiệu đầu đây. Đấy, nhặt. Bạn thiếu một đồ thôi. Anh ấy đang đưa ra chiến thuật cho chúng ta trận đấu này anh em ạ. Anh ấy quyết định là đọc anh em bên Hải Phòng như một cuốn sách, giống hiểu huy sức. Và bảo sẻ đánh cung ga đi nhé, cung ga một áo, gắn đi chém. Nét đấy. Nét. Thôi đưa voi về rồi. Kêu đầu hai voi quả phụ bài cơ bản. Theo anh em chúng ta có thắng được trận đấu này không ạ? Rồi giải quyết nốt con voi này thôi. À, chào bạn Thứ nhá. Thiếu đội trưởng đọc đội bạn như một cuốn sách à bạn à? Đấy. Anh trai cũng đọc đội bạn như một cuốn sách luôn bạn. Nghe đâu. Cái này thì Gunny gần 1-1 đó chính là cái thủ 98. Baby thôi, bên kia là 2 baby anh em ơi. Bài của anh trai thì cũng đang hòm hòm đây rồi. Chắc là mỏ quả này thì sẽ ăn tranh với đối phương rồi. Mỏ 1 đang để xe giò đây. Đứng chờ sẵn đây rồi. Chào bạn Ngọc Nam nhá. Chào anh Võ Đình Ban nhá. 11% nhưng mà chậm 2 dân đến từ 98. Làm gì mà chậm 2 dân đấy em trai? Quả đầu xấu à? Đây đây đây, cua cái này cái. Đấy, em trai cứ đợi tí. Chỉ một chỗ đóng gờ thôi. Nào. Đã chậm dân thì làm gì có gỗ luôn anh em. Đấy. Đây dí đây cái. À đây rồi. Ý, anh ơi. Nhầm. Vào và đến với trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà tài trợ Prisman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AOE Việt Nam. Và hiện tại đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi dành cho anh em khi anh em mua hàng qua gian hàng Shopee của nhà tài trợ Prisman. Săn deal khủng trong livestream khung giờ 11:30, 15:30, 19 giờ. Sẽ có voucher giảm ngày 100k, deal combo lịch lãm từ 359k giảm còn 269k và tặng thêm miếng dán trắng răng dành cho anh em chỉ có trên Shopee anh em nhá. Anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment để sở hữu các sản phẩm tới từ nhà tài trợ Prisman. Cảm ơn anh em rất nhiều. Em trai toàn thắng nhá. Prisman, thương hiệu Việt vì người Việt, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện dành cho nam giới như sữa rửa mặt Pris Coconut Fresh, loại bỏ dầu nhờn, tế bào trên, làm thoáng lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm, sữa tắm gội 3-in-1 Pris Legend, tắm, gội, rửa mặt, làm sạch, loại bỏ bụi bẩn trên da và tóc, dung dịch vệ sinh Pris Ultimate, chiết xuất lá trầu không và hoa cúc la mã, giúp kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, ngăn ngừa viêm nhiễm. Ngoài ra, Prisman tiếp tục ra mắt hai dòng sản phẩm xịt thơm miệng và sáp vuốt tóc. Prisman, bí mật của sự lôi cuốn. Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này thôi, một tình huống ăn tranh. Ăn tranh 98, voi phá được rồi. Ok, cảm ơn anh Phạm Trung Anh đã ủng hộ một combo nhá, thank you anh. Ngon đấy. Chào anh Vũ Khuê nhá, Vũ Duy Khuê. Rồi, bài kích 10 thôi, bài bên kia xấu thôi. Ơi. Ghim lên đâu? Hỏi rồi. Được. Nhưng mà nó chưa tối ưu.
Nó mới mới thử nghiệm thôi, chưa tối ưu đâu. Chỉ cho em được trên máy tính thôi. Ừ. Để mai anh bảo nó. Chiều nay vừa nói chưa. Anh chưa thấy có ở đây. Để anh hỏi nó. Ok. Và như vậy chị Tám đánh thẳng cung ở trận đấu này anh em nhá. Tránh bách biển bao nhá. Ok Nguyên Hà ơi. Đây rồi xiên rồi. Bài đấu mà chị Tám cầm Baby gắn đi đóng thêm cái S ăn con voi đấy thôi á. Dân đóng E đừng chơi kìa. 2L rồi đi ăn heal đi. Xỉa rồi bạn trận. Bài quả đầu xấu này chậm dân đến 98 anh em nhá. Chặn 8 nhá anh em ơi, chặn 8 á. Ai da, bò nhà nét thế nhờ. Vâng, tham lại là 26 đến từ game thủ gần đi. Vâng, khổ quá rồi đang lao vào. Trời ơi anh ơi. Anh em đã dạy anh bao lần rồi là chỉ ấn phím B và phím E thôi. Không vậy được. Vâng, bài chỉ đám kín quá không vào được anh em ạ. Bài kín thế này. Đây, đi đi. Vâng, bò nhanh quá anh em ạ. Rồi nâng cấp bánh xe và đang bị game thủ Mạnh Hào tạt sang đây rồi. Vậy. Rồi nét. Không kịp rồi. Như vậy là không vào được nữa, anh em mới mất cả giò đấy, gắn đi rồi. Trong đó ở nhà vẫn đang bị bạn đi vào ăn hoan thôi. Bài chỉ đám cũng yếu thôi anh em. Đây đứng kê đi. Một con đứng đầu bên kia nữa. Mạnh Hào đang lao vào với con lạc đà của mình. Lạc đà Omo này, lên công nghệ đi anh Hào ơi. Chơi lạc đà không công không giáp này. Ôi xem một công gì cụ. Chém đi này cũng không phải một giải pháp anh em ạ. Đây con giò nữa, start sang kia tơn không. Vâng đây là máy game thủ chim sẻ. Sẻ thì cũng mang một áo rồi. Ấy ra. À vậy đến chim sẻ để có thể bắt lạc đà của Mạnh Hào. Vâng nhưng mà phải cho vài đường cơ bản Mạnh Hào lại quay đầu bỏ chạy. Đến mệt. Vâng, những con lạc đà Mạnh Hào lao vào thấy sẻ vẩy em chạy luôn. Đây rồi, lại quay lại. Mệt anh dài đấy nhờ, chạy hẳn. Chạy hẳn và thủ hẳn đi. Vâng, đây máy của em thủ 98. Vâng, sẻ tham lai 4x. Và mày. Vâng, đây là máy gắn đi. Rồi. Thôi anh em ơi. Vâng, đêm đã về khuya và sương rơi nó ướt áo các cụ ơi. Chém nó. Và tạm lại là 30 dành cho game thủ Gunny với những con lạc đà mình đang lao vào mổ 98 lấy được rồi anh em ơi. Và 98 đang cố gắng để có thể đỡ nhà mình với những tình huống bò nhỏ với những tình huống đó là gì ở lạc đà của game thủ Gunny, nhưng lạc đà chúng ta vẫn là rất đông ở trận đấu này. Tạm lại ở số là 30 cơ, những con lạc đà Persian nó vẫn đang quần thảo trong nhà của game thủ 98. 98 đã chính thức bay nhà rồi và chỉ cần chim sẻ nắng công được Mạnh Hào nữa mà thôi. Đây là một cái game thủ chim sẻ. Mạnh Hào đang chơi những con phụ của Babylon. Nhưng những con phù này gặp cung A một áo chúng ta thì bắn thẳng vào đầu nó. Bắn. Vâng, đây là mỏ vàng của Mạnh Hào. Ruộng nương đang rất ổn rồi. Hay là lên 4 cho vui nhở. Tham lai là 60 đến cái thủ chim sẻ trong trận đấu này rồi. Một tham lai rất to với những con cung A một áo. 98 thì đã rất yếu rồi. Và tên này thì Mạnh Hào sẽ làm sao để có thể đỡ nhà của mình với những con phù này đây. Cung A vẫn đang rất đều đến chim sẻ và BA thứ 6, BA thứ 7. Cái gì? Vâng, ta nguy hiểm lúc hai nhà BA tới từ chim sẻ để có thể trông quân hơn với bài cung áp đá của mình. Ruộng là quá nhiều tới từ chim sẻ nhắng. Mạnh Hào vẫn đang cố gắng đỡ lại với những con phù, nhưng 98 là người resize và tỷ số được ấn định là 8-4 dành cho bộ đội của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay.